Razor cầu răng đi săn ra. Các bạn quan tâm gì mấy cái người ở trên mạng đấy, toàn mấy người kiểu được gió nào theo diều đấy thôi. Mình chỉ hơi buồn là tại vì cái game đấy thua kiểu nhảm quá, thua kiểu kiểu mình bị mất mạng oan ấy, chứ không phải thua vì do ở đâu. Chứ còn mình đi lên có vấn đề đâu, một trận cũng hay. Trận này cố gắng hết sức rồi. Kalista đánh hay nhưng mà ông Morgana bị thiệt quá. Tức là team hai team nó không cân. Một ông có tác dụng với một ông chỉ có chết thôi. Còn các bạn ý nói gì thì kệ thôi, quan tâm gì. Các bạn ý gato. Mình đang check Facebook có gì không? Không có gì. Ui, Granada có kẹo bông to thế. Irelia, Irelia. I stand resolute. I stand resolution. Mặt alo ạ. Alo. Alo. Được chưa ạ? Tôi với Akiho xác định là carry cái cục tả là virus tả này rồi. Thôi thôi thôi. Tạ quất vác. Thôi thành thành niên bóp giấy. Thành niên không có tôi, nó kêu tôi thì ông chỉ có đắc bét. Lý do lý xiết. À, nó game tôi thật mà, ông không nhìn game đấy à? Fuck. Nó game cũng phải game dừng đâu, nó game cả hai thằng. Nó không đến tôi hoài chứ đâu. Đâu tha tôi đâu. Lên top nó đứng từ đầu đến cuối game, phải chấp nhận. Blitz thì làm sao mà đỡ được, cứ phá mắt nó cắm, nó quất làm sao mà đỡ được. Một trận này giết nó thôi. Giết được không? Tùy. Thread nó lên đây nó đánh cả hai, cái này cũng bó tay. Nó ID không sợ không ạ? Renek đi. Lúc thì bó tay. Lúc cặp đi. Đi đây 29% tốc độ đánh nha anh. Là do em. Xong mà. Em biết lane nào cần giúp nhất đúng không Maki không? Đúng rồi. Ủa sao mà em support xem anh đi xin? Ừ? Tại xem em không biết đi rừng thì em chở support. À quên quên quên. Đi. Má 4 vị trí tôi đi rừng, 5 vị trí tôi đi rừng tẻ nhất không muốn đi tôi đi rừng à. Ý ỉa phát vào mặt này fresh nữa, kiếm xí tiền. Cẩn thận nhá, thằng này nó hay đá map ấy. Thằng rượu chạy gấu thì ông nói tôi chết. Thằng Thread ấy, thằng Thread ấy. Tôi đá map thôi rồi. Nó có đôi, một cặp đôi đá map mà. Race of gấu đá map mà. Sơn Bèo xem nhận chưa không? Có anh, xem anh tàng hình như thế nào. 040. Đánh game, đánh tốt mà chấp nhận thôi em. Thường đầu vãi à. Có một hút hồng ở cái mũi 3, một hút hồng ở súng sát. Nhúp. Poker tôi cắp mẹ luôn. With precision. Sao đấy? Ông ăn gì rồi đấy? Xem em. Cái auto attack của tôi ăn con đá bé của nó. I stand. Đây là dùng quy á, nghĩ là đánh được kịp không? Ionia shall not fall. Dắt sư đen đi. Muốn giết không em? Tôi đợi em tí rồi. Cho đẩy cao lên tí đi anh. Ừ, anh muốn cho nó lát hết thôi, anh chỉ đã chỉ lát hết một quy thôi mà. Không làm gì nó đâu. Anh Văn bình tĩnh đi, giờ mít rồi. Ra Văn là sang blue đây em ơi. Đá lại bà anh vào. Chết đó.
Còn giờ bạn kệ cho nó lên top chơi thế nào nó chặt chạy cho anh. Chắc chắn rồi. Đâu thằng đá bát đây mày, khỏi khỏi. Chạy thì chạy được ngay rồi. Khỏi cánh top em ơi, thằng đá bát chắc đấy. Thấy xem em bảo thế. Không một cánh top đâu, anh phạm hòa bọn này làm tiếng tự chọc, tự giết, tự lấy thưởng. Ra bàn trên top rồi. Ôi chết mẹ tôi rồi. Các bạn đã bị đặc biệt vừa đi chứ không? Đó là pit. Mất flash rồi anh. Mất rồi. Chưa. Bà nó qua quát luôn. Này, không được. Bà đây lỗi anh quá. Chết rồi kìa. Bà đó anh lỗi quá. Anh sợ anh cứ bấm vào AD cho nó cái chiếc đen mà nó đứng trên bên cạnh mình sợ cho mình gắt lên. Cẩn thận quá. Nó đại đi. Ủa thằng Japan tụi hóa từ nãy giờ nó lên top thật đấy. Đâu, nó vừa ra beat rồi anh mà. Ờ à, anh Lưu Anh bảo là từ nãy giờ chắc nó lên top thật đấy mà thấy nó không. Ủa Thread này. Tắc thở này. Lại roaming này. Phải đây. Ghê. Thằng Razer ơi anh. Ôi tịch mẹ. Nó ăn blue rồi. Anh nghĩ à? Xem biểu. Đi chết mẹ mê rồi. Chào Nhu anh cái nha. Chúng không bao giờ tiền. Virus bảo chào anh kìa. Nghĩ à. Hôm ra chưa gặp rồi. Gặp một ven. Ven qua đây. Ôi chơi đi. À đi, hiểu bao chưa? Không được, giật anh rồi, chết rồi. Không muốn cho Kata nhảy luôn mà nó chưa không sống nổi á. Thả cờ ngay đầu. Mình để gan này cho nên là giữa game cuối game khỏe các bạn. True will cannot be defeated. Đi vuốt cả. Rush nó roam dữ vậy sao? Biết ngay mà, và mình kinh quá. Lên top 2 turn nữa, khó thở. Chất đạo thôi. Giờ roam thôi. Giờ này farm. Dương Lan này. Ừ, nhưng mà anh không cho này farm, anh không cho AD farm. Giết được luôn nha. Tuyết. Mẹ tốt rồi. Không quát à. Em đang băng.
Anh nghĩ là nó về. À đây là nó đây. Đây. Ra luôn đây. Của em ấy. 1328 flash. Thôi rồi. Tình trẻ quá này ha. Này khó quá. Này, giúp bà đây farm đi roam những can. Roam chết rồi. Ok, bây giờ thì ngân chọc này nó dễ. Tơn chọc con này chết. Vâng vâng. I will not fall. Tôi có tele không anh này? Anh không có, không có, trăm không có. Về 1 phút rưỡi. Ok, có tele. Bọn này. Đúng đây. Bị ra đi. Ôi trời ơi. Anh sắp level 6 rồi, sắp level 6 rồi. Nó thể nhanh lắm, nó thiệt. Giờ nó ra ban top anh em. Ừ, ra ban top rồi. Ra ban ở đây á. Ok, 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 anh thấy không? Làm gì? À, đó. I stand resolute. À! Mẹ. Biết ra bàn tốt rồi mà chạy còn giật mình quá. Chụp boss này. Đừng có động. Tiếng hú có mắt đây. Già quá giật dìu. Già thật. Ba mươi giây tele nhá. Lúc nọ thế. Con thằng nó lên quả lúc nãy làm anh mất cái Thôi rồi. Bỏ bỏ đi bỏ đi. Bỏ đi bỏ đi. Nó mất tele rồi. Đẹp quá. Mất nó mất tele luôn. Mất tele luôn. Nó mất tele thằng mid này thằng top nhỉ? Top 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 top. Mid rồi. Top top được anh. Biết sao được thằng nó mất tele. Anh có tele á? I stand resolute. Thôi bình thường nó đi cắt đi. Này, tele này nghe. Tele nhá, tele nhá. Rồi, đợi lại em ơi. Tele rồi á. Không có cắt đi nữa. Cắt đi bác, cắt đi. Đi 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 đi. Về đi sơ sơ. Rồi. Thế thì thằng chạy. Chết hai mảng được rồi. Ăn rồng ấy. Ra bắn vào cái đá luôn chủ. Đẩy chủ luôn, không ăn rồng đi. Đó, đến đây tôi bóp. Không, không làm gì được. Thì tôi bóp là ông nó kéo ông không bị chậm thôi. Ok kìa. Được rồi. Tôi không ăn nó về mà. Nhưng mà lấy ông cũng bóp từ đầu thì lúc đấy nó chạy ra rồi gì nữa. Ờ, gì? Sao mà không thì chậm có là cái vấn đề đâu, nó giật. Tôi đứng ngay đằng sau rồi ơi. Rồng em này. Tìm ra không, tìm ra không. Vẽ hết rồi, vẽ hết rồi. Chắc ăn được bàn tốt ở trên kia kìa. Rồi, vẽ hết rồi. Rất thích limit của những con không dùng mana. Con rồng kìa. Con tốt là không tele không? With precision. Đồ nó quét, cái đồ nó quét, cái đồ nó quét. Mình em cô à? Thì có mình em nó chơi ai vậy thôi. Đây, xì đá. Yo, đều vãi đi. Chán đấy.
Quả mình dại quá. Xì đà quá, nghĩ là không có giày. Nó mình cũng còn xử lý tình huống quá. Sau đấy các bạn, hôm nay mình quẫn ra. Quẫn. Thôi vậy. Buồn đời thật, mong ai chơi hết đêm mất. Mình đi đánh nó lật về luôn, tay chân. Nó đông quá hơn rõ ràng. Ê, là gì? Đùa trận nhưng lại làm. Mình cứu không? Thật ra kìa. Chơi ra đây ra đây. Chân béo ơi, tao tốt chết. Không? Anh chết rồi kìa. Nó chuẩn bị phá mắt rồi. Qua tận dưới này lại. Cái chạy đi, nó không về đâu. Tới lên em ơi, không lo chết nó rồi. Em ơi. Đến này. Nó là em bị kia rồi. Đuổi đây, cắt đường đi. Thôi nó chạy đường khôn thế. Không, nó tới lên, à nó về. Đến. Ông ơi, đến tôi. Là do. Ông ơi, một phát nữa. Từ lâu đi về này, xanh hơn gọi, giờ làm sao rồi? Chạy vào đi. Đó, của em á. À đủ. Ôi, quá. Anh cần giết không thì nó không chỉ cần tình chạy. Bởi vì nó không, nó vẫn đam, nó to em ơi. Mà em cần bị đập em không bắt được thì nói chung là dùng an toàn để giết đi, chứ đừng có ham hố dữ. Khi mà đấy mình vào, mình về là đẹp. Thôi đéo lên. Bữa đàm ấy quá. Giờ bị cuồng. Boss này. Ui, cuồng cung. Cắt ta. Hôm nay lại oánh hết đêm con đi về rồi. Chụp tiền nép thì đánh. Anh đánh hôm nay thôi mà, thế anh đánh hôm nay thôi mà. Anh kia phá mắt rồi. Ông ơi, làm cua ông ơi. Chờ tí. À, bốn đứa lần. Đang muốn đi ra đấy, quất ở ngay ở đấy, lao mẻ vào. Đây. Đánh à? Nó dùng em ơi, bỏ hay đánh? Ờ. Bỏ em ơi. Còn AD mình tốt. 2 phút mà, 2 phút mới có rộng. Thế nó đang hay. Nice. Ui, 5 mít rồi. Đó mắc đi anh. Nghe lại. Qua đây. Này. Adu, tha mạng. Aaaaaah. Tốc biến cho con kia, tốt rồi. Được. Đặt chân béo, cú đấm mất xôi. Nó đánh từ đầu cuối ông nhả đấy, anh cho ban em. Mày.
gì đấy bà? Má ơi, chỉ vì cái tên lê của nó mà đầu tư vậy. Nó đây. Chủ bạn gần chết luôn. Sao chỉ cái đầu tư? Chả có gì vào, cái toàn tốc biến cứ sao mà kịp. Mình chưa ulti, bây giờ mới có. Top rồi, top chưa rồi. Không sao, sao, anh đủ nốt này. Phá mê đi. Đả nốt đi. Cố nốt, mê. Chết luôn không, cái máy. Rồi. Đá nó, đi. Sao không sóng âm nó mà em không có thể anh. Rồi. Thôi bỏ nó. Ôi, sao một chuỗi xì đà rồi. Rồi. Sao của em không sóng âm nó luôn, sao béo. Nó bị chán mày. Mà em đứng tận lúc em tê lê tận trong này này. Em đã đi về mà. Chạy không vậy, ủa ông toàn tốc biến, ông vẹt làm sao kịp. Chạy bố không chết nữa đâu. Nó mất rồi. À xem béo, cái giải All-Star là 1-1 à? Xem béo. 1-1. 2-5-5. 1-1. Em biết đâu được, em đông đi. Ơ, thế là nó có kết quả rồi à? Anh tưởng nó đang bình chọn cái gì đấy chứ. Một team lấy cho 3 người được mà. À... Team này lấy thằng nào? Mèo ú à? Team kia với thằng xe đi à? I will not fall. I stand resolute. Thiếu toàn phép phục rồi, thế mình lên được. Đồ CC và dập nó sướng. True will cannot be defeated. Đã được mà bỏ nó này. Cần. Đi 5 mét rồi. Bây giờ. Bài quất rồi. Rồng nữa có rồng nữa. Tôi bắp giáp rồi. Rồng bắp ai được cái tai rồi á. Cái tai mà múp nó. Nó thư giãn. Cái blue được kìa. Về chỗ đây thôi nha. Ward lên đây. Thôi các bạn là mình đập sử dụng đúng công kèn. Đập sử dụng vì con nát đấy, tôi thề ông có một trận nào cái gì trận trước ấy là tôi bị kiểu không đánh nổi luôn. Ok á. Đấy. Ồ, reset ở kia đấy, reset rồi đấy. Kêu reset nhưng mà chẳng ai làm được gì nữa. Không sát được nó. Quá thằng HD bị thằng Lý Sạc quá đấy quá. Thằng sau kìa à. Trời ông ơi. Quá mình chơi nó nhảy thì săn mà giật đi giật vầy. Nó làm to đấy, hay group nó được. Rồng có chưa ta? Chồng chết rồi. Bỏ đi. Bắt được. Bắt được á, không cần bọn mẹ. Chơi. Thôi về. Không bảo thằng AD về. Ui mày quá, sợ phải chết luôn quá. Không chết đâu. Còn cái nhấp đen mà.
Đẹp biết đấy. Ở trên đâu này? 4-5 à? Nó đâu ra màn anh? Thôi em đá con này hơi hơi. Được không? Bỏ. Ra đi đưa vào. Ok, được rồi. À đây không có đấy. Ra từ đầu được rồi. Có gì đâu vào thì quả ra rồi. Thế được rồi. Chơi 4 hết chiêu rồi. Chơi 4 thì chưa được chảy mà thằng đấy phét là bỏ mẹ luôn. Rồi nó đâu còn đứa nào phét đâu. Còn muốn thằng AD là lao AD được rồi. Không ai bắt AD xong. Thằng AD của mình không có ở đấy. AD nó đi coi anh. Vừa ra mà. Đâu, AD nó thì đấy, mình ra sau ở nó đấy, nó ném anh một lúc rồi. Các bạn mình dồn đam thằng Javan nó phí sát thương quá, à xì phí skill quá, phí kỹ năng quá, không đâm ra rồi. Mình mới thua cái combat đấy. Chắc có rộng nào. Ừ, anh có tele, Ionia shall not fall. Sức cần nó sau bắt đấy. Nó đấy kìa, đấy boss kìa. Đừng đến kìa. Khô kata lại em ơi. I stand resolute. Chịu quá. Bỏ rộng. Vô vòng. Ăn á, ăn được ta. Sao được, vô thôi, vô thôi. Vô nó dùng 3 đấy. Mình phải ăn một rồng này. Nó đánh được đấy, nó nửa máu rồi. Đánh được nhưng mà ai sợ hết em bỏ rồi. Không ổn lắm. Nó kêu sao không lùi vô kìa. Vào á. Ừ. Nó về hay là bà luôn? À, nó vừa về. Có đấy xa mà, sao vào ta? Ơ kìa. Gì vậy? Không có khuý nữa. Kìa. Sao rồi? Ai? Quả tốc biến làm cho con lành cánh đào chứ không con thua. Cái tạo ra bàn đâu. What the fuck? Sóng âm vãi đái. What the fuck? What the fuck? Cái sóng âm vãi cái đái. Thôi chỉ về thế. Mà đây mình lao vào chết luôn. Lúc ấy tôi có e được kata đẹp quá luôn. Ôi tôi tốc biến tôi làm nó chết luôn rồi đấy, con thua. Chỉ làm gì. Hết sức rồi đấy. Bắt nó quả ngọt nhưng mới lui. Không làm gì được. Tôi lên cái cốc Chalice quá. Ở lên Chalice đấy. Ionia shall not fall. Là gần tránh cua ở phần không có sợ mãi tôi bảo vuốt cả đi vuốt cả giúp tôi đi vuốt cả ông ấy bỏ ngay nó đang đấy đây nó đến chạy đây tự siêu chạy đây tôi siêu chạy á gì đấy ai thôi được tôi đến ông vuốt cả ta nhá tôi đang thử cố gắng đánh cắt ta nè. Không có sân béo, thế thôi. Ba hai. Ăn năm ba đồ đấy, nó đem bot, Thằng này về ăn được này. Ba đồ đi, cho bot lên cho.
mà anh bị ao sợ mai là em chịu rồi nha. Ừ, sao đâu anh ấy quất bỏ mẹ lên rồi. Là ta đánh cái balloon đi coi. Cái đó, trói mắt là đánh luôn được. Trói ông ơi. Xong rồi. Thôi xong xong. Ra được. Ai. Boss đi Kata cũng chẳng được sống luôn. Boss Kata không sống rồi. Nản quá. Đó là chui hết vào kia để mình Kata nó để thằng kia nó ulti vào đẹp như trong mộng. Kata Kata mình chết một cái ăn đòn á, lấy buff nó cũng chẳng được kịp. Off nó lắm chết à. Stay sharp. Sao tốt nó tận 3 đồ anh cứ được ít đồ thế. Thì thế mấy quả nó ăn có bát nữa và anh chết một mạng nữa. Một mạng chết rồi vớ vẩn. Để bắt Lissandra, Lissandra bắt lẻ rồi, bắt mẹ nó. Nên cái hồn cái tí cứu được Kata với ngài đây được. Cái hồn lẹ quá. Rồi nó CC cứng quá. Chết rồng rồi mày. Chết một con rồng rồi này. 32 rồi, 32. 32 mười mấy. Thôi ra đây, ra đây. Ờ, chết sức rồi thôi. Anh đẩy tôm đi anh. Kata vô. Kata vô, Kata vô. Kata vô. Kata vô. Rồi này, biết rồi cậu. Ra đây đi, ra đây đi. Rồi rồi em ơi. Thôi 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 thôi. Không được rồi, không được rồi. Giật thì thế thì ok. Tốc biến lên buff Kata chiêu ấy không kìa. AD được free quá, AD là mảnh đứa mảnh nhất mà được free quá. Hồi nó hết baron đánh không, hết chưa? Đi shop đi, ông có tele không? Không có, đang chạy ra. Đang bên quân. Shop đi. Nó văng rồng. 382 và văng rồi, nó văng rồng, nó hiểu nó kêu. Nó cũng biết rồi. Có cái đẩy thôi, đã mết nó, kẻ nó, mình đẩy rồng. Nó mết, mình đẩy. Còn ông cứ, rồi về, Kata. Về, em ơi, anh chưa đến đâu em ơi. Lisa này. Ôi giời ơi. Bay đi. Bắt cả lại. AD nó 45 đây, chả có gì à. Lucian không biết được AD nó, Lucian yếu luôn. Quá là yếu luôn. Gì gì? Wow. Lucian không biết AD nó, AD nó bị stun, Lucian không biết được. Có lỗi thật.
Đi sửa cái đồ xong bắn không ra cái đam hả ta? Nó lúc này nó bắn cái red chết rồi bị hoài rồi bà luôn á. Cái lúc anh hết sẽ tắt nó là bị bóng buông cho qua nó bắn chết luôn. Qua con bắt là mình thọt đồ nó bao nhiêu mà chọc nó chết tươi nửa máu nữa con thua. À, có thêm cái kia cho Kata. Ừ, mời được 14 em ơi. Về rồi. Cắt thấy không? Bỏ cổ lông mày. Thật sự cái lách tôi sang trầm quá. Bị cuộn quá. Để bot kìa, để bot kìa, nó ra bot kìa. Sao vậy sao? Your turret has been destroyed. Not so bad, not so bad. I will not fall. Cú kata. Baron, 35 giây rồi. Nó chờ Baron. Stay sharp. Đi với tôi. Ông cắm lệch tao mà cắm cái cửa đó cũng được. Ta kìa. Ôi, tôi bớt chết rồi. Cho cái tao giáp đen cái nó đồng hồ cát luôn. Thôi lỗi tại anh em ơi. Hôm nay anh thao dựng lên đất anh cảm thấy anh buồn chơi lắm. What? Ra đây khỏe á, ra đây mình có gì rồi. Được. Được.